liên quan đến công tác cải cách hành chính sở tài nguyên và môi trường vừa triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải cách hành chính trên lĩnh vực đất đai nỗ lực tạo sự hài lòng cho tổ chức cá nhân theo đó, lãnh đạo sở này yêu cầu văn phòng và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kịp thời công bằng công khai minh bạch, không đặt lợi ích cá nhân trong công việc để nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Các đơn vị phải lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của hộ gia đình cá nhân dưới 2%, chấm dứt triệt để tình trạng tạm dừng hồ sơ, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân tổ chức khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thành công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, theo đúng chỉ đạo của Quỹ ban Nhân dân tỉnh gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao.